liệu Sava G2 có thể cạnh tranh được với Giant Robel hay là Giant TCR 3D ở đây không nha các bạn. Sava G2 rất là thành công trong cái phân khúc người tiêu dùng đạp xe đạp thể thao. Tức là yêu cầu của một người tiêu dùng là có một con xe đẹp, nhẹ, chất lượng, bộ phụ tùng xịn, giá cả phải chăng là 43 triệu đồng cho Sava G2. Giant Robel ADV1D mẫu mới là một yêu cầu của một người là tôi muốn có một con xe của vận động viên chuyên nghiệp cơ. Thương hiệu là phải dành cho các cuộc đua lớn chuyên nghiệp trên thế giới, chẳng hạn như Tour de France. Đây, Giant là nó ở đây. Bộ phụ tùng của con này mình đánh giá nó cũng ở phân khúc cao cấp là SRAM Revo, điều khiển điện Bluetooth. Cái mức giá của nó 103.550.000 là các bạn, rất là lớn với một số tiền để mua một chiếc xe đạp như là Giant Robel. Tuy nhiên, chuyển qua là Giant TCR dành cho chặng đua chuyên nghiệp leo dốc và đi đường gồ ghề. Với mẫu TCR này thì các bạn được Giant lắp cho một cái bộ phụ tùng, đó là Tiara, để nó được cái mức giá tốt hơn, phù hợp hơn với một người có mức thu nhập để mà mua một chiếc xe đạp cao cấp là 48.700.000. 48.700.000 mua một con xe đạp đắt tiền, các bạn sẽ coi chắc hàng trăm cái bài báo, hàng trăm cái video, hàng trăm sự tư vấn từ người bạn, hàng trăm cái tư vấn từ một người bán hàng, chúng ta mới chọn được. Các bạn sẽ nghe ngay con xe này 48.700.000 nhưng bộ phụ tùng của nó chỉ là Tiara, tay lắc các thứ Tiara đáp ứng một cái con xe bền là cái chắc rồi. Cảm giác lái của Giant êm dịu, ngọt ngào, nhẹ nhàng như một vận động viên chuyên nghiệp là cái chắc rồi. Thương hiệu là cái chắc luôn, nhưng mà bộ phụ tùng của nó Tiara mà bán 48.700.000 thì quá là cao. Nhưng mà đối với một người chơi xe thì thương hiệu Giant nó sẽ giật lại hết các bạn, đánh bay mọi sự nghi ngờ hết nếu chúng ta có chi phí. Sava hiểu được vấn đề đấy, thương hiệu của Sava có thể chưa bằng Giant trong phân khúc vận động viên chuyên nghiệp. Sava họ làm ra một con xe với mức giá chỉ 43 triệu đồng thôi. Các bạn có gì ạ? Một cái thiết kế như CVL, tay lái sừng trâu, một cái bộ tay lắc của Utecra, một cái bộ phanh của Utecra, từ đầu tới chân, đĩa phanh tới heo phanh đều là của Shimano Utecra, giò dĩa cũng của Shimano Utecra, đề trước, đề sau, cả cái clip nha các bạn, full Utecra luôn, đúng chất dành cho vận động viên chuyên nghiệp chưa? Về bộ phụ tùng nhé, về độ chính xác nhé, con này có thể đạp được 40-50 km/h lẫy số một cách ngọt ngào. Về bộ khung của con xe Sava G2 này cũng được đem đi chứng nhận UCI. Nếu các bạn nói mua con xe Sava G2 này có an toàn hay không, chắc chắn là an toàn các bạn. Không ai mà sản xuất ra một cái con xe bán lên đến vài chục triệu đồng, cũng như cả một cái hãng xe lớn như thế này mà làm một cái con xe không an toàn hết. Cái con Sava G2 này dường như là nó đã chiếm được cái lòng người tiêu dùng hết, bởi nó thiết kế với mức giá rẻ hơn Giant hơn một nửa, mà họ có một cái bộ phụ tùng cao cấp cực kỳ, thì 43 triệu đồng rất là xứng đáng và rất hợp lý cho các bạn nào có mức thu nhập để mà chúng ta nâng cao sức khỏe. Ba con xe ở đây nó đều thôi thúc chúng ta mỗi buổi sáng đi tập thể dục hết. Có khi các bạn mua một cái con xe đạp 5-10 triệu, mỗi buổi sáng các bạn có thể bỏ xó đó, các bạn không tập thể dục thể thao. Khi các bạn mua những cái con xe vài chục triệu như thế này và đẹp như thế này, chạy ra ngoài đường, anh xe máy khen con xe này đẹp, cái chị kia khen con xe này nhanh, nó sẽ thôi thúc cho các bạn mỗi buổi sáng để tập thể dục thể thao. Đó là giá trị của những con xe khung carbon như thế này. Bên cạnh đó, Sava G2 họ có độ trớn khá là cao, cao hơn cả con Giant Robel luôn các bạn, nếu như màn chào sân ngay tại thời điểm hiện tại nha. Nhưng mà nếu các bạn bỏ ra mức giá đủ nhiều như là 103.550.000 cho con Giant Robel á, thì sẽ không còn phải bàn nhiều nữa các bạn ạ. Nó đã là một cái con xe chuyên nghiệp rồi. Còn nếu như mà mua Giant, các bạn vẫn thích Giant nhưng mà mức giá rẻ hơn một nửa, đó là TCR. Để mà có mức giá tốt thì chắc chắn các bạn sẽ có một cái bộ phụ tùng thấp hơn một tí, thì các bạn mới mua được Giant với mức giá 48.700.000. Trong video này mình muốn cho các bạn hiểu, nếu như các bạn muốn mua một cái con xe mà cái thương hiệu nó lớn như Giant, chắc chắn các bạn sẽ bỏ ra một giá cao. Nếu như các bạn mà mua con Sava thì các bạn sẽ có mức giá tốt hơn, 43 triệu đồng thôi. Các bạn có một bộ phụ tùng cực kỳ cao cấp của một vận động viên chuyên nghiệp. Cả ba con xe này đều đáp ứng một cái độ an toàn chung để cho chúng ta có thể đi tốc độ cao, là nhìn vào cái tem UCI để chúng ta có thể đánh giá được cái độ an toàn của con xe, cũng như là cái tính khí động học, độ công bằng khi mà chúng ta đem những con xe này đi thi đấu. Hy vọng rằng các bạn sẽ tìm được một con xe cao cấp để chúng ta luyện tập thể dục thể thao hoặc rèn luyện để tham gia những giải chuyên hoặc không chuyên, từ đua đường trường tốc độ cao Sava G2, Robel hay những chặng đường leo dốc Giant TCR. Các bạn đều có thể tham khảo tại bộ phận kinh doanh của Tâm Đức.